오페라에 들었는데 작은 오페가. If you have anything to say, just say it in English. There's been some rumor about her head injury. Is that so? I've been so careful to avoid rumors. I've been shut my mouth. Like a club, 애도 헤어썰 레이들리. Just a rumor is not enough. We need to spread the news so she can be humiliated at the shareholders meeting and lose your company. You guys should talk about it more. Sherry? Well, how can we stand her for being so arrogant? Anyway, what time are we going to hair salon? Myeongwon told me to wipe all the leaves in the living room today. So, no one can go to hair salon until it's over. You are going too? So, 국내파 아니었어? 제가 어떻게 알겠어요, 국내파인지 해외파인지. 근데 영어가 계속 쏙쏙 들어오긴 하네요. 뻔한 뻔들. 어우. 다른 집 같았으면 너처럼 어디 단단히 고장난 며느리 이렇게 데리고 있지도 않아. 우리 성은이가 속도 좋지. 오이 저이. Không hiểu sao bà ấy lại như vậy nhỉ? Thế mới nơi. À, chị nói được tiếng Việt à? Ừ. Sao lại nói được nhiều? Tự dưng nghe được. Tự dưng nói được. Tốt quá trời Trang ơi. Em nói thử xem. Xem bất thời. Có thật là chi đá thường sống như thế này không? Còn hơn thế chứ. Chị bị giám sát sinh hoạt 24 trên 24 giờ. Đến cả quần áo mặc trên người cũng chỉ được mặc những bộ đã được chọn sẵn. Bây giờ chính là thiên đường đó chị. Mọi người đều đối xử với chị rất tốt. Em lấy cái gì cơ? Bà mẹ chồng, tại sao suốt ngày chỉ ở nhà chị biết không? Cứ nhìn cái kiểu tính cách cáu bẳn kia xem. Làm sao mà ra ngoài xã hội được? Alors, à cause des rumeurs que chacun se m'a blessé à la tête. Les actionnaires voulaient m'empêcher de diriger l'entreprise et embaucher un directeur général à ma place. Pourquoi restez-vous arrivé sans rien dire maintenant? Pourtant, vous me critiquez allègrement juste avant, comme si vous étiez français.